Xin chào quý anh chị và các bạn, đây là hạt giống ho đậu biếc nha mọi người, các bạn. Đây, trái chín mà mình hái vô nè các bạn. Mọi người thấy không? Các bạn thấy không? Rất là nhiều ho nha. Ho đậu biếc nhà mình trồng nha các bạn. Đây, mình vừa hái buổi sáng này, mới hái đóng ho đậu biếc luôn. Mới sáng sớm thôi, được phải không? Quá trời luôn. Bây giờ mình gom cũng nhiều các bạn. Đây, giờ mình dẫn các bạn đi theo nha. Đây, quan chờ xíu, mình đó mình đập theo đường mới không đâu biết này. Đây nè. Đây. Không biết cho mình. Được không? Mà đương nè. Rồi, sáng nay mình đã hái hết rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cây hoa đậu biếc cho mình nha. Đây là mình phơi rồi. Mình phơi chuối á. Đây, nhà mình cũng có đuôi cá nữa. Hồ cá nè, cây hoa thịt, cây thủy sinh, hồ bèo, bèo rưỡi đỏ phát triển rất là nhiều nha. Rồi, ok các bạn, rồi, bây giờ đại dịch bắt đầu đại dịch. Wow. Đây mình sẽ đi ra vườn nha các bạn, đi dọn của mình nè. Cây hoa đậu biếc các bạn. Sáng nay mình mới hái một nón luôn á, các bạn thấy hồi nãy lúc đầu mình quay video cho các bạn người xem đó, hoa với trái, đây là còn trái, còn hoa còn sót lại trên cây này. Các bạn thấy không? Đây. Trái này, cái hoa đậu biếc này các bạn. Mình hái chưa hết nha, còn ở trên cao nữa bạn. Phía trong rất là nhiều nha. Đây là trái này, trái chưa già nữa các bạn. Rất là nhiều nè. Ok, để mình vô trong mình quay ở trong luôn nha. Cây thủy sinh. Đây. Thấy không? Đây trái chín rồi bạn. Trái chín trên cây luôn nè. Thấy không? Đó. Rất là nhiều hoa nha. Bây giờ mình hái nha. Rất nhiều. Chín khô trên cây luôn các bạn ơi. Mình hái vô mình ngâm cái này, cây là cây thuốc các bạn ạ. Đó, chữa rất là nhiều bệnh nha. Cao quá, quay không tới. Khi bạn nấu hoa đậu biếc thì nó sẽ có cái màu, cái màu giống như màu này luôn các bạn, màu tím tím nè. Dạ, các bạn cần hạt giống thì cứ liên hệ mình nha, mình sẽ cung cấp cho các bạn. Đây, mình
người hái này. Bây giờ mình sẽ kiếm cái gì mình bỏ vô thôi. Đây còn trên này còn hoa quá trời bông luôn rồi, mình thấy không? Rồi mình quay trong cái nón, một nón luôn. Bây giờ nó còn rất là nhiều này, mình thấy không? Đây trái này nó già rồi đấy ạ. Đây là gốc của nó nè, gốc của nó cũng hơi to như vậy. Bông thì quanh năm và rất nhiều bông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ để mình làm các video tiếp theo nha các bạn. Họ đã biết hiện nay trên thị trường rất là sốt nha mọi người. Một lạng mới tới mấy chục ngàn, mình cũng không có theo dõi. Mình hái vô mình ngâm làm thuốc uống nha các bạn. Uống cái này ai mất ngủ thì uống cũng mới dễ ngủ nha. Mình tạm thời kết thúc video tại đây nha các bạn.